đông tây. Đông tây là cái. Ok, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi Guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Thì mới nghỉ lễ xong mọi người, thì mới sẽ đặt chân vào Sài Gòn ngày hôm nay luôn. Cho nên em Long Bùi còn chưa có soạn được đàn cho mọi người, hy vọng là ngày mai sẽ kịp hết. Thì đã xong cái lô bao mà Long Bùi làm ra rất là nhiều màu cho mọi người luôn. Đây là một cái dòng lô bao cao cấp mà Long Bùi chỉ làm với cái giá 500 ngàn đồng, 500k mọi người. Thì Long Bùi làm cho mọi người, để cho mọi người cả nước mình có thể mua được những cái bao cao cấp giá thấp, để cho gọi là Long Bùi chỉ quảng cáo cái thương hiệu của Guitar Long, quảng cáo cái thương hiệu của Long Bùi, để cho mọi người dùng để trải nghiệm về những cái dòng bao chất lượng và giá thấp thôi đó. Còn về vấn đề mà cái bao này ở bên ngoài thị trường Long Bùi làm ra cho các cái thương hiệu á, thì bao giá rất cao luôn, nên anh em nào cứ dùng thì sẽ được những cái mẫu bao, những cái màu mới của bên mình này. Ví dụ đây là màu đen cá sấu này đó, màu đen cá sấu này. Đây là màu kiểu như màu da bò cá sấu này, cái màu nó thấy rõ không em? Màu da bò cá sấu. Ví dụ mình bóc ra cho mọi người một cái thử nhé, bóc ra cho mọi người một cái thử nhé. Thì cái này là 500 cộng phí ship. Phí ship là hiện tại tùy theo tỉnh thì nó tầm 30-40 ngàn, thì anh em nào ở đâu thì nhắn và mình sẽ lên phí ship cho, rồi mình báo phí ship cho mọi người nha. Nhưng mà thường là bao bao nhiêu em? Nếu mà cái bao này chắc 4-50 từ bố chỉ là cứ lên cho mọi người. Còn nếu anh em thương thì gửi 50 ngàn luôn cũng được, để mình đóng gói luôn cho nó kỹ. Thì nó chạy có 550 ngàn, mà đợt này bao mình thiết kế mẫu gọi là đơn giản nhất, nhưng mà mình làm cho cái về chất lượng wire này, chất lượng phép material này, rồi mút này, nó được tốt cho mọi người. Ví dụ cái bao này bao màu cá sấu, còn cái chữ này mình thêu luôn cho mình làm tốt, để cho mình gọi là mình làm tốt để cho mọi người mang đó, mọi người mang cho nó chất lượng cái bao đó. Ví dụ đây, ở trong này có cái gói cơ cận đạt đó. Đây là cây classic ha, classic mình làm ra, rồi đây mình làm ra trong cái dịp này, mình bên xưởng đang ra 40 bao, 20 bao classic, 20 bao classic. Bây giờ mình sẽ bỏ cho mọi người xem một cây classic nha. Ví dụ mình bóc cây classic của bên mình đi. Mình bóc một cây để mình bỏ vào thử nha. Đây. Đó, là nó vừa khít luôn này mọi người. Đó, nó vừa khít luôn này. Đó, đây là cây classic, nó vào vừa khít luôn ha. Đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ kéo cái phép material này lại. Rất là chất lượng cho mọi người nha, rất chất lượng. Đây là cái túi mang của bên mình nha, túi này rồi mọi người tùy theo cái độ cao thấp, mình sẽ đứng lên là nha. Ví dụ mình Long Bùi 1m63 thì mang rất là thoải mái đúng không? Mang rất là thoải mái đó. Nó rất là gọn gàng, rất ôm vào trong người, rất là gọn gàng, chất lượng bao rất là dày. Mình cứ lên những cái video cho mọi người để nó cứ có hàng về mình sẽ quay cho mọi người. Nhân tay thì sẽ hiểu nha, tại vì một lần ra bao nó rất khó. Cái liệu may này, tại sao ở các shop khác họ may cái liệu á ít thì mình lại may nhiều như thế này? Tại vì một cuộn của nó nếu mà may không hết á, là nó dư cái liệu vải này ra rất là nhiều. Cho nên Long Bùi mua quyết định cho xưởng mua thật nhiều màu sắc để cho mọi người có sự lựa chọn của mọi người. Như cái mẫu này cũng là mẫu mới của mình đưa cái liệu này, giống như cái liệu này bên Trung Quốc có may rất nhiều, và giá bên đó mình thương lượng vừa rồi, đây giá về tới Việt Nam mình 900 ngàn tại phí, còn chỉ ống phí này là 900 ngàn, là chưa tính nó là về đó là giá mà mình nhập về, còn về tới đây mình không biết bán cho mọi người bao nhiêu luôn. Cho nên đội xưởng của mình may đấy. Cái đây là cái liệu gọi là liệu vải này, chất liệu vải này đó. Mình kích vô cho mọi người thấy cho rõ đó, đây là cái liều vải này đó, ở trong này cũng làm gói này, may rất kỹ càng ha mọi người. Bao á, mọi người giữ á, thì chất lượng bao như thế này á, mọi người giữ cái đàn của mình nó tốt lắm, quá tuyệt vời đúng không? Đây là cái logo này của Guitar Long, là Long Bùi thêu luôn, là đã làm là nó cực kỳ xuất sắc ha. Đó, khó cũng vậy, khó kéo rất mướt luôn. Đây là màu da bò, là màu truyền thống từ thời xưa giờ của mình này. Còn màu đen này,
đây là màu đen màu cá sấu, nhưng mà đây là nó có là màu đen, đây là màu kêu là màu màu da bò, màu gì, da bò hay nâu, là hay là nâu bánh dán gì đó. Nói chung là nếu anh em nào mua thì chụp lại cái bao nha, chụp lại cái màu bao mình lấy cho chính xác nha, tại mình nó mùi hay bị lộn màu lắm. Đây là màu da bò đúng không, đây là màu da bò nè, còn đây là màu nâu cánh dán đúng, đúng rồi, màu cánh dán đúng rồi, cái này màu cánh dán, còn này da bò, đây màu đen, đây màu màu xám, xám lông chuột, xám lông chuột, xám vải đó. Đây cũng là một cái bao, đây là bao, thì cái bao này chờ anh tí nha. Dạ dạ. Cái bao này bao lá xích, thì bao này mình sẽ may ra là đợt này mình may số lượng là 40 cái, là 20 bao của lá xích, 20 bao acrotic. Đây là dùng cho acrotic, acrotic thì nó dài hơn một tí thôi. Đó. Đó, nó dài hơn cái đầu này ha. Nó dài hơn cái đầu này, nó dài hơn một tí. Nó dài hơn một tí cho mọi người uống vừa lá xích vừa acrotic hết. Đó. Thì có mấy màu đi kia thôi, thì mình may ra màu kia thì có đủ, thì anh em chọn màu nào thì gọi điện nhắn tin cho Long Bùi. Đây là mẫu mới này, mẫu mới nhất, mà mẫu này là ngoại nhập nó hay về, thì mình lấy đúng cái mẫu vải này mình nhập, mình đưa cái mẫu vải về mình may trong cái đợt này luôn, chất lượng lắm, đẹp cực kỳ luôn, đẹp cực kỳ luôn. Đây mình bóc ra một cái của acrotic để mình bỏ cho mọi người luôn. Đó. Còn ra được những cái bao này nó kỳ công nó lâu mà giá cực kỳ rẻ, mình làm cho mọi người cực kỳ rẻ luôn ha. Mình sẽ đỡ một cái cây đây, cây đây là một cái, đây là cây NATO 01 của mình nha. Đây đây là cây NATO 01, mình dẫn vào cái bao này rồi xuất cho mọi người luôn ha. Kéo cái này lại, kéo hết cái này cho nó vừa khít luôn, mình may vừa khít. Cực kỳ chất lượng luôn ha. Tay tay sắt, tay mai. Đẹp không? Đây. Rồi xem. Đó, đây là mình có thể mình xả ra xả vô được, đúng không? Xả ra xả vô ở dây này mình mang cho nó thoải mái ha. Đó, trong là nó có gói thằng này. Đây, cuốn này, đó, may cũng rất là chắc lợn. Cho mọi người xem lại cái đầu cầu nó vừa khít nha. Vừa khít cái màu vàng ha. Vừa khít luôn, nó không có di chuyển được cái bao. Di chuyển được bao, nó không có lắc cái đàn được bao nó vào. Là nó vừa hông luôn. Đây, đây, mời mọi người vào trong đây. Đây, số lượng bao nó đang nằm đây. Mình cho mọi người, đó, đây luôn. Chưa cho vào kho thì Long Bùi làm luôn, anh em nào lấy thì ngày mai mình sẽ đóng hàng rồi gửi cho mọi người ha. Mọi người chất lượng cực kỳ xuất sắc, ai chưa có những cái dòng bao cao cấp giá thấp như thế này thì liên hệ với Long Bùi, liên hệ Long Bùi là sẽ hiểu ngay một cái. Hôm trước thì có nhiều anh em hỏi mình, nhưng mà lô bao đó đã hết, thì hiện tại bây giờ nó đã ra nhưng mà còn ra được nhiều mẫu mới, nhiều cái chất liệu màu mới mà được logo của Long Bùi được thêu luôn, thì được sở hữu cho mọi người, được giá cực kỳ tốt ha. Đó, thì Long Bùi làm một cái clip đơn giản, ngắn gọn như này để cho mọi người chủ động xem được cái clip của Long Bùi, có thể chia sẻ cho bạn bè người thân của mình ở tất cả mọi người ở tất cả tỉnh thành sở hữu được một cái dòng bao cao cấp giá cực kỳ thấp, cực kỳ rẻ ha mọi người. Ok, thì em Long Bùi xin được kết thúc clip ở đây. Đó. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau của Long Bùi. Ok ha mọi người.